Thưa các bạn, vụ lùm xùm tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh cho đến nay có thêm diễn biến mới. Chính xác hơn là thêm một tổ chức bị lôi vào vụ việc, đó là ngân hàng MB. Cụ thể là sao kê tài khoản của nghệ sĩ Hoài Linh tại ngân hàng MB đã được chụp hình và tung lên mạng. Đây là một sự việc cực kỳ động trời bởi vì ngân hàng phải đảm bảo tuyệt đối bí mật thông tin của khách hàng. Đại diện truyền thông của ngân hàng quân đội MB cho biết đã ghi nhận sự việc và đang điều tra. Hiện chưa thể khẳng định hình ảnh này có phải của tài khoản nghệ sĩ Hoài Linh ở ngân hàng MB hay không và người đăng tải là nhân viên của ngân hàng hay là hacker. Nếu là hacker thì ngân hàng phải kiểm tra và nâng cao bảo mật hệ thống và có giải thích rõ ràng với khách hàng. Còn nếu đây là hình ảnh do nhân viên ngân hàng tự đăng tải thì đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Theo luật các tổ chức tín dụng, ngân hàng phải đảm bảo bí mật thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của khách hàng. Ngoài ra, ngân hàng cũng không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng cho tổ chức cá nhân khác trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng. Nếu đây thực sự là tài khoản của nghệ sĩ Hoài Linh thì hình ảnh của ngân hàng MB sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bản thân người chụp ảnh và phát tán thông tin này lên mạng sẽ phải đối mặt với những hậu quả khó có thể lường trước được, thậm chí có thể bị truy cứu hình sự. Nếu đúng đây là sự thật thì Kim nghĩ rằng hành động của nhân viên ngân hàng này cực kỳ ngu ngốc và trẻ trâu đấy.